Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Đức Huy sinh năm 1947 tại Hà Nội và là nhạc sĩ sở hữu cả ca khúc nhiều thế hệ, khán giả trong nước, hải ngoại yêu thích. Ở độ tuổi U80, ông vẫn giữ nhiều đam mê sáng tác và thường xuyên gặp mặt trong các chương trình truyền hình, thực tế với nhiều vai trò khác nhau. Bên cạnh sự nghiệp, Đức Huy đang xây dựng tổ ấm với người vợ thứ hai, kẻ 14 tuổi và cũng từng là fan hâm mộ của ông. Trước đây, nam nhạc sĩ và con tim đã vui trở lại từng kết hôn với ca sĩ hải ngoại Thảo My. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 13 năm rồi đừng ai nấy đi. Có thể thời gian thành danh, Đức Huy từng buôn ba kiếm sống tại hải ngoại. Năm 1985, ông theo chân ban nhạc biểu diễn trên các chiếc thuyền đi khắp Ahit, Cuenca, Mexico và 4 năm. Chính những khoảng thời gian này, anh vô tình gặp gỡ ca sĩ nghiệp dư xinh đẹp, có giọng hát đầy quyến rũ Thảo My, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và sớm bén duyên với công việc ca hát. Thảo My rất thấu hiểu sự đam mê và vất vả của Đức Huy theo đuổi. Trong quá trình âm thầm tìm hiểu, nhạc sĩ 4X đã tặng người tình bài hát như Đường Xa Em Đêm Nay, Những Đêm Trăng Tròn Còn Mãi Yêu Thương. Trong sơ đồ, Đường Xa Em Đêm Nay bất ngờ trở thành hit lớn sau phát hành và giúp cho Thảo My trở thành giọng ca đình đám, đắt show ở thị trường hải ngoại. Đến năm 1991, cặp đôi nên duyên vợ chồng để bền trái cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Đức Huy và vợ từng mở phòng thu, tiệm son và nhà hàng nhưng đầu thất bại, khó khăn về kinh tế đã khiến cả hai càng xa cách. Dù đã có 3 người con chung, sau 13 năm gắn bó, hôn nhân của Đức Huy và Thảo My vẫn đổ vỡ. Hoàn thành thủ tục ly hôn, nam nhạc sĩ trở về Việt Nam và vợ cũ và tiếp tục sống ở Mỹ nuôi con. Chia tay trong êm đẹp, sau này Đức Huy và Thảo My vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và dành cho nhau những lời sẻ tử tế trên truyền thông. Nữ ca sĩ từng bày tỏ sự biết ơn chồng cũ vì nhớ những sáng tác để đời giọng hát. Còn về phía Đức Huy, sau này dù mối quan hệ tình cảm mới, anh vẫn dành sự quan tâm đến ba con đầu và thường xuyên trao đổi với Thảo My để nuôi dạy các con được tốt hơn. Nhạc sĩ Đức Huy tên thật Đặng Thị Huy, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1947 tại Nam Định. Sinh ra trong một gia đình không khá giả và có cuộc sống không ổn định. Như từ ngày nhỏ, nam nhạc sĩ đã thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Tài năng âm nhạc của ông được người họ Nguyễn Tấn Khanh phát hiện và đào tạo mới 15 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của người anh họ, Đức Huy sớm biểu hiện khả năng âm nhạc. Năm 1963, ngay khi còn đang học trung học, nam nhạc sĩ đã được một ban nhạc trẻ và nghe mời tham gia với vai trò nhạc công. Sau khi tốt nghiệp trung học, Đức Huy vào Đại học Văn khoa Sài Gòn, Văn khoa Trường Anh. Thời gian sinh viên, ông tham gia nhiều bạn bè trẻ. Năm 1972, tốt nghiệp đại học, ông nhận lệnh động viên nhập ngũ. Trong thời gian ra quân ngũ, Đức Huy vẫn tiếp tục sáng tác và tham gia biểu diễn. Năm 1975, sau khi cuộc thi di tản, nam nhạc sĩ sinh năm 1947 tân lạc gia đình và sang Hoa Kỳ. Nhờ tiếng tam tiếng nhạc ở Việt Nam, liên qua giới thiệu có một người Hàn Quốc. Vừa hát vừa đàn cho một bàn nhạc ở Phú Tàu, ông cũng theo một thời gian vì nhạc căn bản và hòa âm tại Trường San. Những năm tháng đi khắp nơi chơi nhạc, Đức Huy sáng tác nhờ bài hát trở về thành bất thủ một thời gian. Các bài do ông sáng tác đều có cấu trúc chặt chẽ, lời lệ bình dị, ngắn gọn và sâu sắc. Kết hợp với đó là giai điệu nhẹ nhàng và dễ thấm. Từ năm 2004, nhạc sĩ bắt đầu về Việt Nam biểu diễn. Ông cũng bắt đầu xuất hiện những các chương trình ca nhạc lớn. Ngoài ra, nhạc sĩ Đức Huy còn làm giám khảo những cuộc thi Gương Mặt Thân Quen, Bước Nhảy Hoàn Vũ, Tuyệt Đỉnh và Lê Rô. Trong chương trình Gương Mặt Thân Quen, nhạc sĩ Đức Huy lại ấn tượng sâu đậm bởi những nhận xét chuyên nghiệp môn. Trong chương trình Gương Mặt Thân Quen, nhạc sĩ Đức Huy lại có những ấn tượng sâu đậm bởi nhận xét chuyên môn. Tại chương trình này, các nghệ sĩ tham gia hóa trang và biểu diễn, bắt chước các nghệ sĩ Việt Nam hoặc quốc tế, hay các nhân vật như Câu trong phim Giao Châu Dũng Nhân.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.